Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Cineno. Ở cái hộp khủng long hôm nay, cụ thể là một cái phiên bản chính hãng từ Jurassic World Universal. Đây là cái hộp mình đã order khá là lâu. Cuối cùng là trong cái set này thì có khoảng 6 cái đầu lâu nha các bạn. What? 6 cái đầu lâu khủng long, các bạn không nghe lầm đâu nha. Đó, đây mình mở cho các bạn xem. Wow. Cuối cùng thì em nó cũng đã về. Ok, cùng kiểm tra với mình 6 cái đầu lâu này là những bạn khủng long nào và cách chơi ra sao nha. Bây giờ mình sẽ lấy từng cái đầu lâu ra cho các bạn xem. Đây. Rồi, ở trong 6 cái đầu lâu nè các bạn có thể thấy đó, một cái đầu lâu khủng long rất là đẹp ha. Đó, có tổng cộng một cái hộp này là 6 nhân vật nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Wow. Đó, đây là full set 6 cái đầu lâu khủng long của mình. Quá là đã luôn các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ mở từng cái đầu lâu ra để xem bên trong đó là những bạn khủng long nào. Rồi, đây là 6 cái đầu lâu thì mình sẽ chọn từ trái qua phải đi các bạn ha, vì mình thuận tay trái nha. Rồi, đây đó, là cái logo của Jurassic World nha các bạn. Đó, thì trong cái đầu lâu này sẽ có những nhân vật cụ thể là ở đây 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở đây có logo và mã quét của Universal Studio nha các bạn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ mở ra nha. Nhân vật đầu tiên của mình đây các bạn, một cái đầu lâu bằng vàng như thế này rất là đẹp luôn. À, rồi mình sẽ mở cái đầu lâu ra. 1, 2, 3, thấy bạn ra nè. Wow, không biết là nhân vật gì luôn. Đây, mình sẽ coi cái hướng dẫn này các bạn. Đó. Đây đó, đây là hướng dẫn bằng tiếng Trung nha các bạn. 6 nhân vật của mình. Rồi. Oh. Đó chính là Ankylosaurus các bạn ơi. Đây, bạn Ankylosaurus đầu tiên của mình đã được unbox thành công. Rồi, để xem gắn vào. Đây, mình cho các bạn xem kiểu dáng của các bạn Ankylosaurus này trước đã. Nó hơi mềm nha các bạn nè. Mình có thể bẻ cong được cái chân của nó nè. Đó, rất là mềm luôn. Và có logo của Universal nha. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp các bạn khủng long Ankylosaurus vào cái vị trí ở trong đây nha các bạn. Thì nó có hai cái chỗ để gắn chân nè. Đó, thì các bạn sẽ để vào hai cái vị trí nha, như thế này. Ủa, vậy đúng không ta? Vậy mới đúng nè bạn ơi. Rồi, nó biết gắn sao nữa. Trời đất ơi. Thấy bạn à, ok là xong. Đây, cho các bạn tham khảo nè. Ankylosaurus nha, rất là đẹp luôn. Rồi, ở đây nó có hình dáng của bụi cây với lại một cái cổng nè. Đó, ở đây nè, mình sẽ chơi thao tác như thế này. What? Ankylosaurus xúc ra luôn các bạn, thấy chưa? Nghĩa là mình nếu mà làm mạnh quá thì nó sẽ xúc ra nha các bạn. Nhưng mà không sao nha, mình có thể gắn nó lại vào cái vị trí ban đầu được nha các bạn. Đó, đó, cho Ankylosaurus văng ra luôn các bạn ơi. Khá là xịn luôn các bạn ơi, quá đã thật sự. Wow, cuối cùng thì sau nhiều tháng chờ đợi thì mình cũng đã có được, sở hữu được cái bộ playset này nha các bạn. Rồi, Ankylosaurus là nhân vật đầu tiên đã xuất hiện. Cái nhân vật thứ hai cũng là cái đầu lâu thứ hai, nó sẽ có cái màu xanh biển ở phía sau. Hồi nãy là màu xanh lá cây, bây giờ màu xanh biển nha các bạn. Rồi, mở ra coi. Nhân vật gì đây các bạn ơi? Wow, Mosasaurus các bạn ơi. Wow, chính là Mosasaurus nha. Ở cái bản Mosasaurus này thì sẽ có thêm một cái con cá mập. Là con cá mập này sẽ là gọi là cái gì ta, con mồi của Mosasaurus nha các bạn. Khá là giống với phiên bản ở trong phim đó. Rồi, kìa, okay. Thì mình sẽ gắn cái phiên bản này vô các bạn ơi. Trời ơi, nhìn nó cá mập nè. Oh man, cá mập kìa. Đó, rồi, mình sẽ gắn nó vào vị trí nào đây các bạn ơi. À, trời ơi, gắn sao vậy? Vậy hả? Đó, cá mập đang há miệng ra các bạn. Khi mình đè cái tàu lặn thì cá mập sẽ há miệng ra nha. Rồi, mình sẽ gắn vào cái vị trí nào đây ta? Không có hướng dẫn gắn vô gì hết trơn vậy. Thì ở cái chỗ này nè các bạn, ở cái bãi nước này nó sẽ có một cái chỗ để gắn vào nè. Thì mình sẽ gắn vào cái vị trí đó nha các bạn, và gắn đúng vô nha. Đây, ok. Rồi, khi mình gắn xong thì các bạn cá mập của mình đây là gọi là treo lơ lửng ở đây nè. Đó, thì cái tàu lặn này sẽ có tác dụng là như thế này. Đó, mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem cá mập Mosasaurus sẽ ăn thịt cá mập như thế nào. Quá
đẹp luôn các bạn ơi. Trời ơi, cái bộ laser này công nhận là rất là đáng tiền và rất là đáng để sở hữu luôn các bạn ơi. Không biết ai là người nghĩ ra cái bộ laser này nữa. Quá ư là xịn, quá ư là chất lượng luôn. Wow, ok, Mosa Solid của mình đang canh thịt cá mập. Rồi, cho đứng xuống luôn. Vậy là mình cái đầu lâu thứ ba ở cái video hôm nay. Trời ơi các bạn ơi, nôn nóng quá, không biết là bạn khủng long gì đây. Có màu nâu. Rồi, màu nâu. Hy vọng là bạo chúa nha các bạn. Bạo chúa đâu rồi ta? Sao mở cái hộp này không ra ta? Đây, ra các bạn. Nó hơi cứng một xíu này. Bạo chúa, bạo chúa, bạo chúa, bạo chúa, bạo chúa, bạo chúa. No, không phải là bạo chúa. Mà dữ hơn cả bạo chúa chính là Indominus Rex các bạn ơi. Wow. Ok. Không phải là bạo chúa nha, nhưng mà là Indominus Rex, một con khủng long đột biến. Màu sắc của cái bản này khá là đẹp luôn nè các bạn, nhìn xem. Wow, và khớp miệng có thể mở ra được nè các bạn. Đó. Wow, yes. Màu trắng mít mới màu vàng mà kiểu hoàng kim các bạn. Khá là dữ tợn nha. Rồi. Indominus Rex quá là đẹp luôn các bạn ơi. Rồi, cái phần mà bộ đế đi kèm này sẽ có một cánh cổng nè, các bạn thấy không? Rồi, có một chiếc xe đang bị lật ở đây. Rồi, mình sẽ gắn cái chân của bạn, dấu chân này các bạn. Ở đây nó có một cái dấu chân nha. Thì mình sẽ gắn theo cái dấu chân của Indominus Rex là sổng chuồng các bạn. Đó là cái phiên bản Indominus Rex sổng chuồng nha. Ok, rồi như vậy nè các bạn. Chỉnh vô cái chân vô. Rồi, ok. Quá là đẹp luôn các bạn ơi. Rồi, mình sẽ ấn vào cái xe nha. Ủa, đúng không ta? Đúng không vậy? Ai út mà. Đúng hả? Ấn vô đâu vậy anh ơi? Không, không phải bạn ơi. À, mình phải gài nó xuống bạn ơi, mình phải đẩy nó ra phía sau nè. Đó. Sau đó mình sẽ ấn vào cái xe nha. What? Đóng cửa lại. Ấn xe. What? Sổng chuồng. Wow. Wow. Quá là hay luôn các bạn ơi. Trời ơi, công nhận cái bộ laser này nó hay quá. Thông minh quá, nhiều khi mình cũng biết chơi nữa các bạn ơi. Quá là xịn luôn. Trời đất ơi. Wow. Indominus Rex phiên bản sổng chuồng nha các bạn. Cool thật sự các bạn. Rồi, cho xuống nha. Vậy là mình đã có 3 phiên bản khủng long ở đây rồi. Cái đầu thứ tư ở trong cái bộ playset hôm nay của mình. Quá là đã luôn các bạn ơi. Mở ra. Bạo chúa phải không ta? Bạo chúa đây các bạn ơi. Mong ngóng bạo chúa. Không phải là bạo chúa. Trời ơi, bạo chúa nằm ở đâu vậy? Mà là Velociraptor Blue. Oh man. Không thấy bạo chúa các bạn ơi. Trời ơi, bạo chúa không lẽ là cuối cùng hay sao vậy? Nôn nóng gặp bạo chúa các bạn ơi. Velociraptor phiên bản này có thể mở khớp miệng rất là lớn ra nha. Đó, ok. Trời ơi, mong ngóng bạo chúa mà không thấy bạo chúa đâu hết. Mình sẽ gắn vào hai cái bàn chân của các bạn này nha các bạn. Rồi đây, gắn chân cho mấy bạn này. Đó, ok. Sau đó sẽ có một con heo. Một con heo ở đây nha. Rồi mình sẽ đẩy raptor ra phía sau các bạn. Rồi, ok. Xong mình đóng cái bụi rậm lại. Thì raptor của chúng ta sẽ xuất hiện và tấn công cái con heo này bằng cách ấn vào nha. À, nó cắn con heo kìa, chảy máu. Đó các bạn thấy chưa? Hay chưa? Rất là xịn nha, cái bộ laser này chơi rất là vui nha các bạn. Và khá là hay luôn. Nhìn nó kiểu là rất là chân thật luôn. Một cái action rất là hay cho cái bộ playset hôm nay. Quá là đã bạn ơi. Trời đất ơi, Velociraptor sẽ xuất hiện và tấn công con heo của mình. À, tấn công con mồi. Cool thật sự. Rồi, cho xuống luôn. Vậy là 1, 2, 3, 4 4 nhân vật khủng long rồi. Còn hai cái nữa thôi, chắc chắn sẽ có bạo chúa nha các bạn. Hy vọng cái hộp thứ 5 này sẽ là nhân vật bạo chúa của mình đi các bạn ơi. Trời ơi, mong ngóng từ nãy tới giờ không biết bạo chúa có xuất hiện hay không. Bạo chúa đâu rồi? Núi lửa các bạn ơi. Núi lửa phun trào. Núi lửa phun trào thì rất có thể là bạo chúa xuất hiện nha các bạn. Yeah. Chính là bạo chúa các bạn ơi. Núi lửa phun trào là chắc chắn là bạo chúa rồi. Yes. Ok lá. Quá đã. Trời ơi, cuối cùng cũng đã tìm được bạo chúa. Nó ở vị trí số 5. Có nghĩa là cái hộp thứ 5 trong cái bộ playset này nha các bạn. Wow. Cool thật sự các bạn ơi. Bạo chúa cuối cùng cũng đã xuất hiện nha. Rồi. Wow, ở đây có đá rồi, núi lửa các thứ nè các bạn ơi. Làm sao để gắn vào đây ta? Vậy hả? Phải vậy em ta? Đúng rồi các bạn. Đây. Rồi, sẽ cho bạo chúa đứng vào cái vị trí này nha.
rất là đẹp luôn các bạn ơi. Trời ơi quá đã, tuyệt vời, thật sự quá tuyệt vời cho cái bộ playset này. Đúng là đáng đồng tiền bát gạo và rất đáng để chúng ta sở hữu cái bộ playset này luôn nha các bạn. Quá ơi là tuyệt vời. Mình sẽ kéo cái cổng Jurassic World lên nè. Đó. Rồi sau đó nè các bạn để thấy là núi lửa phun trào nè ha. Xong cái cổng bảo chúa sẽ xuất hiện và bước qua cái cổng chào trong phiên bản Jurassic Park các bạn. Và cái xe nè. Bảo chúa xuất hiện kìa. Oh no. Wow. Cứu thật sự các bạn. Nhìn nè. Quá tuyệt vời. Quá là xịn luôn. Quá là đã luôn các bạn ơi. Cái bộ này mà chơi cái kiểu mà cái đầu khủng long mà cỡ lớn hơn nữa thì quá ư là chất lượng đúng không các bạn. Wow, cái bộ playset cực kỳ thông minh và cực kỳ thú vị luôn. Quá ư là tuyệt vời. Không có điều nào để chơi được nha các bạn. Quá đẹp. Bảo chúa của mình cuối cùng đã xuất hiện rồi. Yes. Rồi, cái hộp cuối cùng này sẽ có nhân vật nào bên trong đây? What? Cái gì đây ta? Mình cũng có thấy núi lửa ở phía xa nhưng mà nó chưa có phun trào nha các bạn. Mà có rất là nhiều cây nha. Ở đây nó có một cái lồng kiến. À, mình đã biết nhân vật nào rồi. Bạn nào biết để lại bình luận cho mình biết. Bạn có 3 giây. 3, 2, 1. Rồi, chắc chắn đó chính là Pteranodon rồi các bạn ơi. Xuất hiện, nó làm bể cái nhà kính. Nó là một phân cảnh ở trong cái bản Jurassic World Fallen Kingdom đó các bạn. Thì cái nhà kính này sẽ bị vỡ ra nha bởi cái con Indominus Rex và mấy cái bạn khủng long Pteranodon này bay ra khỏi cái nhà kính này. Oh yes. Wow. Lúc đầu mình không nhận ra các bạn ơi, nhưng mà một hồi vài giây tưởng nhớ lại thì mình đã biết được. Ok. Đây là cái phiên bản Pteranodon rất là đẹp như thế này. Và nó kiểu khá là giống cái bản Legal các bạn. Nó khá là giống kiểu Legal nha. Rồi cái cánh này có thể gập lên gập xuống và có thể bay được như thế này. Đó, rất là đẹp nha các bạn. Rồi mình sẽ cho nó ở trong cái cây này. Cái cây này thì sẽ chứa các bạn Pteranodon để bật lên nha. Cho bạn ấy bật ra khỏi cái nhà kiến nha các bạn. Đó, kiểu như vậy. Rồi xong. Ủa, được chưa vậy? Chưa dính nha bạn ơi. Hình như chưa có dính vô á. Nhưng mà các bạn phải cẩn thận nha, vì nó rất có thể là sẽ bị gãy nếu mà mình gắn nó quá chặt nha các bạn. Rồi, ok. Rồi bây giờ mình sẽ bẻ cái cánh của Pteranodon xích vô chút nha. Rồi như thế này. Rồi kết quả sẽ là chiếc máy bay trực thăng helicopter đang bay vào cái khu vực nhà kính này để cho mấy người khác xem tham quan nha các bạn. Thì ở bên trong có một con Pteranodon đang chờ sẵn và nhà kính mở ra. Bam. Pteranodon sổng chuồng và bay ra khỏi nhà kính. Đọc chưa? Rất là đẹp luôn các bạn ơi. Wow, thực sự rất là chất lượng nha. Mình không có từ nào để là chê cái phiên bản mà của playset, phiên bản gọi là phiên bản này của gì anh ta, Wonder Bucket các bạn ơi. Một cái phiên bản rất là đẹp, playset rất là hay và rất là chất lượng luôn từ Wonder Bucket nha các bạn. Quá ơi là xịn sò. Mình còn nhớ cái phiên bản mà Jurassic World Mini Pocket của Wonder Bucket, nó cũng rất là tuyệt vời nhưng mà mình chưa sở hữu được. Ở cái phiên bản này, công nhận là 6 cái phiên bản này là 6 cái phiên bản đầu lâu rất là đẹp và chất lượng. Nó phối lại hoàn toàn 6 cái cảnh ở trong phim là 6 bạn khủng long xuất hiện sẽ như thế nào và trông ra sao và cách mấy bạn đó sẽ xuất hiện cũng như là hoành tráng lệ như thế nào. Rất là đẹp và chất lượng luôn các bạn ơi. Quá ư là đã và rất là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Cuối cùng mình cũng đã sở hữu được 6 cái phiên bản playset từ Wonder Pocket siêu chất lượng. Wow, quá là đẹp luôn. Bảo chúa nè, Pteranodon nè, Indominus Rex nè các bạn, Ankylosaurus, Velociraptor Blue và Mosasaurus các bạn ơi. Đây là cái phiên bản mini playset mà tái diện lại những cái cảnh quay rất là hoành tráng lệ của mấy bạn khủng long này nha. Đó, trong phiên bản Jurassic World Fallen Kingdom nha các bạn. Rất là đẹp và rất là chất lượng luôn. Ok la. Nếu các bạn đang thích video này, hãy để lại bình luận cho mình biết. Đừng quên ấn like và subscribe cho kênh Scene Dino nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Oh yes.